Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là Tâm chuẩn bị nấu món chè. Món chè gì ta? Món chè mè đen với lại đậu phộng. Bên người Hoa có cái câu gọi là chè mè đen gọi là gì? Chiếu mày phủa. Tâm được dùng một lần ở ở ở ở Sài Gòn á. Người Hoa làm về cái chè mè đen này thì cái chỗ đó cô đó làm rất là ngọt luôn. Xong rồi cái tao không thích ăn ngọt quá như vậy nên là thường là mỗi lần mà nấu ăn á, làm á, là tụi mình tự ở nhà làm á, nó sẽ lành hơn, ngon hơn nữa, mà nó lành hơn, nó sạch, tự nguyên liệu tự nhiên nữa, rồi mình không có dùng ngọt của đường cát trắng này kia ngoài mà mình dùng từ đường đường mạch nha hoặc là đường tự nhiên á. Thì cái Tâm đã từng chia sẻ bạn một cái video về chè mè đen rồi, bạn cần xem thì bạn xem lại trên YouTube Thực Thể Chân Như nha. Còn hôm nay là Tâm kết hợp mà mè vàng với lại đậu phộng đó. Mè vàng với lại đậu phộng bạn rang sơ lên nha. Không rang cũng được, không rang thì mình ngâm qua sau đó mình xay, nhưng mà như vậy thì nó ít cái độ thơm hơn là mình rang. Khi mà rang như vậy á, là cái món chè của mình nó sẽ thơm và ngon hơn đó. Rang sơ đậu phộng và hạt mè, sau đó bạn cho vô xay xay cùng với lại nước ấm đó, cho nó mịn ra và mình lọc như vậy nè. Nó rất là dễ làm luôn á, nhưng mà nó hơi mất thời gian một chút là mình rang rồi đó. Thì bạn có thể là mình rang một lần, sau đó mình cất vô cái hũ á, mỗi lần mình làm á, mình lấy vài muỗng đậu và muỗng hạt ra bỏ vô máy rồi mình xay ra rồi mình vắt nước như vậy nè đó, rồi pha với bột sắn và nấu thôi là nó thành chè rồi. Đơn giản mà rất là ngon, cực kỳ béo ngon và nhiều dinh dưỡng, nhiều chất đạm, chất sắt, chất béo nè. Rất là tốt cho những bé nhỏ mà đang giai đoạn phát triển đó. Đó. Một tuần đó là mình dùng 2 lần ha, 1 đến 2 lần bổ sung thêm dinh dưỡng. Đó, sau đó mình vắt nước và mình cho bột sắn vô ha. Hồi nãy bạn, nếu mà bạn chưa biết nguyên liệu thành trọng lượng bao nhiêu á, thì bạn bấm đứng cái khúc đầu tiên á, Tâm có chia sẻ cái trọng lượng bao nhiêu á. Ví dụ như một cái bát như vậy á, là khoảng 1 người đến 2 người ăn đó. Trong cái quá trình mà mình ăn dưỡng sinh hay là ăn thực phẩm, bất kỳ thực phẩm gì thì mình cũng quan sát cơ thể của mình xem coi là cơ thể của mình nó đang báo hiệu điều gì để mình điều chỉnh nha. Ví dụ như thiếu chất thì bạn sẽ thường xuyên dùng một ít những cái đậu hạt như như Tâm nè để cho bổ sung thêm dưỡng chất đó. Rồi cái này bạn nấu nấu lên cho nó nóng một chút, sau đó mình cho mạch nha, chứ cho vô ban đầu á, là nó sẽ đóng thành một cục á, cái mình hơi 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 khó khuấy một chút đó. Khi mà nóng lên rồi bạn cho mạch nha vô, sau đó bạn khuấy ra là mạch nha nó nhanh tan lắm. Rồi đứng khuấy đều, ga nhỏ vừa vừa. Rồi nhớ nêm một ít muối hồng cho cái món chè của mình nó đầm đầm, nó ngon hơn. Đó. Khuấy đều liên tục chứ không là nó sẽ bị vón cục á, tại vì có bột sắn á. Đó, khuấy. Rồi đến khi nó nổi, nó sôi sôi như vậy nè. Đó, rồi bạn tắt bếp là được nha. Đó, rất là đơn giản. Rồi sau đó mình múc ra chén và mình ăn thôi. Đơn giản dễ làm, chỉ có cái là ban đầu mình rang này kia thì bạn rang một lần, sau đó mình dự trữ, rồi mỗi lần nấu cái lấy ra xay và vắt nước rồi nấu. Đó. Ăn nó tỉnh táo người, nhiều năng lượng lắm. Rồi cần nguyên liệu thì nhớ nhắn tụi mình nha, hoặc đặt trên website Thực Thể Chân Như. Tâm cảm ơn bạn đã dõi theo nhóm của Tâm trong suốt thời gian qua. Chúc bạn làm thật là ngon cái món chè này cho mình và gia đình của mình dùng nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.